Tại sao con xe của em nó lại có tiếng kêu giống như vậy? Thì dĩ nhiên là những con xe hiện thời sẽ được trang bị, đại đa số nha, sẽ được trang bị tháng đĩa trước hoặc là hai tháng đĩa trước sau. Nhưng mà trong mùa mưa thì thường anh em đi sẽ dễ dính tình trạng như là ngập nước hay là sình cát nó văng lên trên đĩa thắng, bố thắng, làm hiện trường cái xe mình khi mà bóp thắng khi sọt hoặc là chỉ chạy thôi cũng kêu nữa. Nhưng mà kêu đó thì mình chạy tạm khoảng một khoảng rồi đó, hoặc mình rửa xe nó hết. Nhưng mà đối với xe Vario 160 này thì tại sao nó lại kêu như vậy, mà khác gì so với hiện trạng mà nhiều người chạy? Và anh em có thể thấy được Vario 160 này ha, thì cũng đi mưa khá nhiều nè, sình cát dính khá nhiều. Nhưng cũng nghe thử âm thanh rồi và nhìn xuống thì hỡi ơi luôn, đi lâu quá quên hẳn luôn việc thay búa thắng. Đây giờ sẽ cận cảnh cho anh em xem nha, sình cát quá nhiều nó sẽ nhanh mòn búa thắng, cộng với lại để búa thắng mòn đến nỗi mà âm thanh nó kêu như vậy á, thì có nghĩa là nó sẽ dễ xước cái đĩa của mình. Và đây là một cái hiện trạng xước hẳn luôn dĩa, hư hẳn luôn dĩa nè, đó nó sần sùi, nó sần sùi như vậy luôn. Thì khi mà nếu như anh em muốn sử dụng lại cái đĩa này vẫn được, nhưng mà thay búa thắng mới vô á, nó sẽ dễ bào mòn búa thắng mới mình hơn, và cái hiện tượng đó mình sẽ tốn chi phí thay búa thắng nhanh hơn, cũng như thắng không ăn. Chắc chắn rằng sẽ có anh em nói rằng ơ cái này đi mài là để sử dụng được, nhưng mà mài lại khi nó đã mòn rồi, nó đã xước như vậy thì nó mỏng một phần, và anh em mài lại thì nó mỏng bao nhiêu nữa, có đảm bảo được khi mình vận chuyển trên đường với tốc độ cao thì mình thắng nó có đủ lực để chịu được khi những lực thắng hay không? Đây, cận cảnh lại khi tháo ra thì anh em có thể thấy được cái đĩa này, độ dày của nó không có bị mòn nhiều, không mòn nhiều nha, nhưng mà nó xước như vậy thì thứ nhất mình thắng sẽ không ăn nữa nếu thay búa thắng mới, cũng như là bào búa thắng mình nhanh hơn và nó không đều nữa. Em thấy không, phần trong này bị ma sát nhiều, phần ngoài ma sát ít nè, nó đâu có đều đâu, làm sao mà lực thắng mình tốt được. Và đây là cách để anh em có thể nhìn trên cái xe mình xem thử búa thắng nó có mòn hay không. Ví dụ như nó thoáng á, ở một số xe đĩa sau, theo sau thì mình dễ nhìn, nhưng mà đĩa trước thì nó hơi vướng mâm này nọ đúng không? Anh em có thể nhìn bằng cách này, mình sẽ thấy được ở vị trí của cái đĩa ha, vị trí của cái đĩa là nguyên cái vành đĩa này, và cái miếng sắt này nó đã không còn độ hở nữa. Mình nhìn cận cảnh cho anh em xem. Đây anh em, mình sẽ cận cảnh anh em xem nha. Mình có thể thấy được hai miếng này nè, đó, hai miếng này ha, một miếng này, hai miếng là hai miếng bố anh em, hai miếng bố, nó mỏng lét luôn. Khi mà độ hở giữa cái đĩa và hai miếng này nó không còn nữa anh em ha, là cái bố đã hết rồi. Hai miếng này là hai miếng bố nè, và nó phải có một lớp bố, nhưng mà cái độ hở giữa hai miếng thép này vừa so với cái đĩa là nó hết luôn rồi. Mình có thể nhìn như vậy là mình thấy nè, hai cái khoảng cách này nè ha, hai khoảng cách này nó đã hết hẳn, nó đã gần nhau như vậy, cái độ hở bằng cái đĩa này luôn, thì có nghĩa là cái bố mình đã hết. Vậy thì sớm hơn nha, sớm hơn mình nên thay sớm hơn để tránh tình trạng cái đĩa mình nó hư luôn như vậy, tốn chi phí mà anh em thay thế. Còn về bố thắng thì đây mình sẽ tháo thử cho anh em xem, chắc chắn là chỉ còn thép thôi nó mới gây cái âm thanh sẹt sẹt như vậy, cũng như là bạo cái đĩa mình hư như vậy anh em. Cộng với lại nha, nếu như mà nó đã mòn như vậy á, thì chắc chắn rằng cái lực ma sát, cái sự ma sát của nó tạo nên âm thanh, tạo nên những cái nhiệt sinh ra khá là nhiều, dễ dẫn tình trạng nóng đĩa cũng như là nóng làm hư những cái phốt dụng con heo của mình, dễ dẫn tình trạng kẹt heo, cứng heo, hay là lâu ngày nó không thể hoạt động heo tốt được nữa. Cái này là xe heo này còn hoạt động tốt anh em, thì ra vô được cái bát này tốt ha, ra vô cái bát này tốt là còn hoạt động tốt rồi đó anh em thấy không. Còn nếu mà nó cứng luôn là xe mình nó không có hoạt động được, bánh mình sẽ nặng nha, nặng thì sao thì hao xăng anh em ha. Vậy gì đối với Vario 160 mà phiên bản CBS, có nghĩa là không thắng ABS mà chỉ có một đĩa sau á, thì mình tình trạng như vậy á, thì phải thay bố thắng lại. Bố thắng mình đã mòn như vậy thì không thể sử dụng được nữa nha anh em, cũng như là sẽ khá là nhanh mòn nếu mình để cái dĩa lại, thì buộc phải thay lại bố thắng và đĩa ha, bố thắng và đĩa. Vậy thì đĩa của nó sẽ là đĩa 4 lỗ như vậy, và là 190 ha, 190 giống như Vario 125 125 các đời trước, 125 các đời trước. Thành ra mình sẽ xài chung được cái video đó và clip. Đây, trên tay của Nhật là đĩa thắng Racing Boy của clip 190. Racing Boy của clip 190 nha anh em. Nó sẽ đẹp hơn so với đĩa zin vì sao? Đây. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ đẹp hơn. So với đĩa zin là hình tròn như vậy, và CNC những đường xéo như vậy, còn đĩa thắng Racing Boy nó sẽ là hình ngôi sao như vậy, hình bông chứ, hình bông anh em ha, cùng với bốn lỗ zin gắn như zin không giấy cháo và kích thước như nhau anh em, giúp cho anh em thay thế lại bộ đĩa thắng cũ của mình đã quá mòn hoặc là bị quan bị cong gì đó làm nặng bánh của anh em. Độ dày của đĩa Racing Boy thì như zin thôi anh em, không khác gì, như zin thôi. Và thay lại bố thắng mới thì anh em có thể chọn lại bố thắng Elite hoặc là bố thắng zin của Honda.
để giúp cho anh em có cái trải nghiệm an toàn hơn về con xe của mình. Từ cái đĩa thắng, mình thắng đúng lực thì nó sẽ giảm tốc độ tốt, cũng như là tránh tình trạng bị kêu, bị xào, bị sọt xoẹt khó chịu khi chỉ trên đường. Về thao tác tháo và gắn đĩa thì các bạn thợ mình sẽ luôn cẩn thận chích keo vào những con ốc để tránh tình trạng tuột ốc ra anh em. Thì công thay đĩa sẽ là 20k cho một lần thay đĩa như vậy. Thao tác hai đĩa thắng hay là bố thắng thì mình nghĩ là ở đâu anh có thể làm được, nhưng mà quan trọng nhất là kỹ, làm sao đó để phải an toàn nhất, vì đĩa thắng và bố thắng là bộ phận an toàn con xe mình mà, đúng không em? Vì quay qua lại luôn với lại con heo thắng này, mỗi lần thay bố thắng thì không cần biết là anh em thay đĩa thắng hay không, thì thợ sẽ luôn kiểm tra xem thử cái bát heo này của mình nè ha. Bát heo mình vẫn nói là heo hay bị sống hay là bị không hoạt động được á, nó còn hoạt động nhẹ nhàng như vậy hay không. Nếu mà không thì thợ mình sẽ luôn tháo ra để hỗ trợ thêm ổ bò cho anh em. Về bố thắng thì cũng nói rồi là anh em có thể chọn bố Jean Honda hoặc là bố Elite để mình thay mới vào heo của mình, hoặc là bố đùm bố đĩa cũng vậy anh em. Thay bố thắng đĩa trước thì sẽ không tính công, còn thay bố đùm sau thì phải tính công anh em, tại vì tháo nhiều, cũng như thay đĩa cũng phải tháo nhiều và tốn những vật liệu riêng thì phải tính công 20k anh em ha. Và còn hỗ trợ anh em, ví dụ như heo mình bị cứng hay gì đó cũng sẽ vệ sinh sơ lại, cũng như là vô mỡ bò lại giống như thường hay chia sẻ với anh em. Vậy thì anh em cũng thấy là Vario 160 nếu mà thắng CBS á, đĩa 190 á, thì Racing Ball nó sẽ có giá là 400k, công thai là bố 20k nữa, còn bố thắng Jean Honda nó sẽ 140k, giúp cho anh em có những cảm nhận về cái thắng đĩa trước của mình nó an toàn hơn, cũng như là nó nhẹ nhàng êm ái hơn. Anh em cũng thấy là thợ mình thay bố thắng và đĩa thắng xong cũng sẽ kiểm tra lại xem nó nhẹ nhàng hay không, đúng không? Tại vì chuẩn Jean không phải chế cháo mà đâu còn cái câm gì đâu, nhưng mà cũng phải xem thử đủ độ an toàn chưa, cũng như êm chưa. Thì chắc chắn rằng ở đây nó sẽ có âm thanh nhẹ nhẹ sẹt sẹt một xíu, vì là đĩa mới và bố mới, thì anh em chạy vài vòng nó sẽ hết cái tình trạng này thôi. Như vậy thì cũng hoàn thành em Vario 160 đĩa 190 thay mới lại đĩa và bố thắng, để đảm bảo rằng hành trình đi của anh em nó nhẹ nhàng, nó tránh tiếng kêu, đúng không nào? Nếu như anh em kỹ á, thì mình có thể kiểm tra ở nhà bằng cách thường hai đi hướng dẫn, hoặc là nếu mà mình không có tiện kiểm tra hay là mình không có thời gian kiểm tra, thì rõ ràng là mỗi tháng một hai tháng anh em sẽ nhớ thợ mình sẽ luôn hỗ trợ anh em bơm bánh, tăng thắng, tăng sơn, tăng con, là một cái đồng hồ để cho anh em có con xe đi ngon. Và anh em có thử thoải mái nhờ thợ, em ơi kiểm tra giùm anh coi cái bố thắng nó còn sử dụng được bao lâu nữa, em ơi kiểm tra giùm anh cái vỏ còn sử dụng được bao lâu nữa, hay là em ơi sao xe anh nó kêu lột sọt khó chịu quá vậy. Thì sẵn tiện đó thợ mình sẽ luôn hỗ trợ kiểm tra cho anh em không tốn phí, nếu như mà có thay thế thì sẽ tốn phí thay thế cho anh em thôi, anh em đừng quan ngại vấn đề đó nha. Thì chắc chắn rằng những cái phụ tùng hay những linh kiện có sự hao mòn thì theo thời gian cũng như là tác động môi trường nó cũng sẽ nhanh hao mòn hơn. Do vậy thì mùa mưa anh em mình nên kiểm tra kỹ về bố thắng, kiểm tra kỹ về vỏ, kiểm tra kỹ về thắng đèn để có thể hoạt động con xe mình hoàn mỹ hơn, cũng như là an toàn hơn trong những chuyến đi, hoặc là tiện thì có thể để nhờ thợ mình làm anh em ha. Bởi vì xếp như thời gian dặn không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với sơ bánh, như vậy là mình sơ bánh vui rồi ha. Cảm ơn anh em, xin chào lại anh em, bye bye.